khoảng 5 xe rồi. 62 à? Anh không để ý. Kéo dưới ở bên kia này, dưới ở bên này. Ngon. Dưới bên kia kìa. Đâu, chặt lưới. Chặt lưới ra ngoài. Đấy là thay người, cái cử chỉ đấy là thay người. Cử chỉ đấy thay người. Cái cử chỉ này là thay người, còn cử chỉ như này mới là hữu ý. Không, sáng nay đội ở trong ba bên kia đều bắt như này thay người. Không, một ngón. Một ngón là xếp 2 rồi, đang đánh nhiều năm này. Chưa. Công Ly đang ngồi chờ xem hai con trâu hút nhau này. Bên kia không biết có ăn được mở nhai không? Đang đánh xếp 3 rồi đấy. Đang đánh xếp 3. Xếp 3 vừa đổi sân rồi. 95 à? 95 là bảo nhai thắng à? À bảo nhai thua. Bảo nhai thắng. Chị mập. Hay. Mai bắt đầu. Đấy sao bị đập nhỉ? Sang đầu rồi. Sang đầu à? Sang đầu thanh à? Đầu trắng. Không, chẳng đâu cái bạn đấy. Như mình ấy thì nhảy thấp thôi. Ôi giời, sao lại bỏ vào đấy nhỉ? Tâm lý à, tâm lý à. Bên này 8, bên này 8 chưa? Đang dẫn à? Ừ, bên lông cải đang dẫn à? Đang dẫn nó mới được đổi chứ, nó ăn vào điểm đấy, nó mới được đổi chứ. Vậy. Vừa bị thua. Lông cải mà, lông cải lông được nào. Đâu, lông cải thắng xếp 1 mà. Xếp 2 diện thắng. 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 Đập cũng tốt mà. Hòa chưa? Hòa chưa? Đánh đây, đánh đây, đánh đây, đánh đây. Đánh đây. Ông nào thắng cũng bị kiểu lọt rồi đấy. Nó chưa trượt đấy. Sao đội này đập nó không dẫn bạch tí nào nhỉ? Dưới bên này thấp hơn bên tiểu học. Thấp hơn sao? Mà trùng hơn. Hay quá. Đó nét. Giống nét kìa. Không, còn Tí Hòa với lại Lưu, Tí Lưu đó. Anh đấy nếu đánh cũng được mà. Có chuyên gia, còn Tài với Huy mình cũng không kém đâu.
mệt rồi. Mệt nước rồi, mệt rồi. Ôi dồi ôi. Lưới rồi. Chưa. Lên 13 thôi. Cố lên. Lưới rồi. 13 tắm rồi. Làm gì đâu. Cố lên. Còn thừa đấu thua rồi. Thua không luôn. Cả sáng nay mình cả đua mình vẫn cười thôi. Hôm nay chỉ đợi họ bảo thôi. Cái này phát là kéo ăn luôn đấy. Wow. Chúng ăn kia rồi. Chị, cái trận giao lưu với cấp 3 Lùng Vình có thắng không? Ôi trời ơi, tốt, không sao, còn một quả không thể cho họ lên đến 13 được. Thôi. Lên 10, 13 lên 3 quả. Lên 14. 14. 14 rồi. 10, 14. Chắc chiêu của này đập phát rồi hả vui? Vì ơi, chắc chiêu của này, kết thúc em ơi. Ôi. Bây giờ nước phát ưu liền hơn rồi này. Tâm lý lắm, người đang thua 3 quả, có tâm lý lắm luôn. Bây giờ còn quả nữa kết thúc, tâm lý lắm. À, có quả. Hay rồi, được, đối với 1 hay rồi. Đi! Ôi giời ơi. Bên này thì đang mong muốn thắng nhanh, bên kia thì sợ hỏng. Đúng rồi, có cơ giờ đấy. Duy ơi, mình sẽ xử lý 1 quả thôi em ơi. Thôi tí đấy, đang tâm lý, đấy. Đang tâm lý. Đứng kia đương nhiên có bảng tỷ số đó. Đang hướng phấn thì pạp đấy. Bây giờ trong tay rồi. Mình nói đây là một chuyện. Bóng nhận ai? Đẹp rồi, kết thôi. Nguy hiểm này gặp thị trấn à? Cảm ơn thị kia hồi hụi.